Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Video này thì mình sẽ chơi 8 game trên iPad nha. Game đầu tiên đó chính là một game hố đen hút người. Không phải hút người đâu mà hút được tất cả mọi thứ luôn các bạn ạ. Đấy. Rồi, mình sẽ vào chơi luôn nha. Đây skin của mình. Skin một cái mồm, quá kinh luôn. Nào nào nào, ăn những cái thằng này. Trước tiên chúng ta phải ăn những cái bé bé này nhá. Thùng rác cũng ăn luôn. Ui không có cái gì ăn được sao. Ui ui thằng kia to lên rồi. Nó đuổi mình các bạn ơi. Chú mèng à. Chú mèng à. Ấy chú mèng à. Chú mèng à. Chú mèng à. Cứu cứu mạng à. Ấy to quá nó đuổi mình. Rồi chúng ta to lên rồi. Nào nào. Ui nó lại to lên rồi. Mình vừa to lên một tí nó lại to lên luôn. Vừa chúng ta mới lấy được tốt các bạn. Rồi mình sẽ sang đây ăn tạm một ít ở bên này đã. Quân tử 15 trả thù vẫn không muộn nha. Lên sai rồi. Đó, hiện tại thì mình ăn to nhất. Ăn được con robot này luôn rồi. Nào, đi ăn mấy cái nhà bé bé này. To lên luôn. Tụt thế xuống này. Trời rất thẳng luôn. Tọt xuống. Nó hết những cái nhà này. Mấy thằng này. Ôi thằng này là 10 rồi. Còn hai thằng thôi mình nó solo thôi. Ăn nhanh nào. Lên là 12 rồi. 13 là mình lao thẳng mặt nó. Ăn nó luôn. Chết này. Victory. Xe. Tiếp nha. Lần này mình sẽ chơi skin khác. Đây. À, cắm mà cũng chơi được. Đây. Mình sẽ chơi skin này. Lần này. Lần này chúng ta sẽ ở map nào đây. Cũng là map robot luôn. Mình sẽ đi góc này. Để ăn những cái cây cột này nha. Đầu tiên muốn to thì chúng ta phải ăn những cái bé trước. Hay to hơn rồi. Ăn được những thứ to hơn rồi các bạn. Đó. Ăn được cả thằng này rồi. Trời ơi. Trời ơi. Nuốt được mấy thằng mèo rồi. Nào ăn những thứ bé bé này trước. Rồi chúng ta sẽ làm việc lớn. Sao? Wow, đây nhiều cái ăn được hết. Ăn cả thằng này luôn. Robot rơi luôn vào đấy. Ăn được mấy cái nhà đúng không ạ? Mấy thằng này bò làng à? Ui, cái đống ô tô này phải gọi là vừa mồm phết đấy. Thấy cả mấy nhà này nữa. Đều 9 rồi. Hot được mấy nhà này rồi. Còn nó vẫn level 4 à. Level 4 thì ăn cho nó luôn. Đây. Còn thằng con ếch này. Ăn thằng con ếch này luôn. Tiếp theo đây thằng gì đây. Răng nhọn đấy. Răng nhọn phết nhỉ. À. Xuống tìm bằng kia nào. Chạy đâu. Chạy đâu con sâu. Tuyệt vời. Rồi chúng ta sẽ chuyển đến game tiếp theo. Đó chính là game cá sấu. Tiếp nào, qua giai đoạn tiếp theo. Đây mình đến được bên này rồi. Chúng ta sẽ vào màn này. Gì vậy? Chúng ta đã sang một cái cống mới à? Khá là tuyệt vời. Thôi bỏ qua. Mình đã sang được khu mới. Ok. Nhiệm vụ của mình là lấy được những con vịt rồi. Búng búng búng.
Đâu nhỉ? Mình đã không lấy được một con vịt kia rồi. Nhưng không sao, mình sẽ comment này với hai con vịt trước. Đây, chúng ta sẽ lấy những gì còn thiếu sau này. Mở phần dưới này, chơi phần dưới. Tiếp. Lần này chúng ta không được cho vào mấy cái gì đó. Để mình cũng cho nước vào đây á. Và cho vào ống. Ống này đi. Thế là phải cho ống này. Rồi. Quá chuẩn luôn các bạn ạ. Tuyệt vời. Dẫn nước đến cho con cá sấu này tắm. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang game khác nha. Một game làm vệ sinh cá nhân. Mình là một vị bác sĩ thôi. Bắt đầu. Đây, vị khách làm chân. Ui dồi ôi, mù rồi. Kinh nhờ. Ui dồi ôi, vị khách bẩn quá. Phụt hết mù rồi. Xong luôn. Nào thôi. Tiếp nào. Đẩy cái này lên nào. Và cắt đi. Đó. Đây nữa. Cắt đi. Và bấm móng tay. Xong luôn. Tiếp theo nào. À, chà đá những chỗ tím và rửa chân sạch cho vị khách này là được. Dịt hết bọt đi là xong. Thế là vị khách này đã có một cái chân đẹp tuyệt vời. Tiếp theo vị khách tiếp theo làm gì đây? Ôi vị khách này ngoáy tai à, bẩn quá. Hút hút cùng ý. Xanh à, nhìn vẫn còn vàng ke kia kìa. Nào Thành, thôi mình sẽ chuyển đến game tiếp theo nha. Game tiếp theo là một game phun bánh kem các bạn. Mới vào đã nhận một con lợn đất rồi. Ui, con ngựa phun vàng từ đít. Tuyệt vời chưa? Trời ơi. Đó. Xịt ra đây. Ba sao các bạn ạ. Tiếp nào mình sẽ phun một cái bánh nữa nè. Đây, toàn thỏi sô-cô-la thôi. Thỏi sô-cô-la, đấy, đây là một chiếc bánh bông lan vị sô-cô-la. Xong, giờ đến bản kết thúc bằng một món sô-cô-la. Thêm một chút vị dâu bên trên. Kem dâu. Đây vào. Rồi nha. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang game khác thôi. Đó chính là game Pinpun. Mình sẽ tìm cách để cho hai này gặp nhau. Ồ, như vậy không được rồi. À. Đó. Thì ra như vậy. $100. Đầu tiên mình sẽ phải cho quả bom này. Đó, giết thằng này.
phải cho cậu thanh niên này xuống cứu thế này là được. Chúng ta nhận được 100 đô la. Ô la la, cho cái này lên đây, đẩy thằng này xuống. Xong, easy game đối với mình. Đây, cho quả bom này giết con chó này nha. Đẩy thằng ấy lên, sợ đẩy phát mạnh thôi rồi. Tiếp nào, xem nào, chúng ta phải rút cái này ra. Đó, cho này rơi xuống này. Úi dồi ôi. Ôi, tuyệt vời, xong rồi. Lại nhận được 100 đô la. Ôi, mình sẽ phải tìm cách giết con gấu. À, trước tiên phải cho ông này xuống. Con gấu ăn thịt. Rồi, cho thằng này xuống để qua cửa thôi. $100 cho màn này. Kéo chân để giành chiến thắng. À, khẩu súng này nó không bắn à? À, đây. Ôi, xong rồi. Lạ, đáng nhiên rồi. Cho con gấu ấy. Đây này, con gấu này sẽ bị bắn. Bùm. Giờ mình sẽ cho thằng này xuống là được. Ơ, đi xuống với bạn. Có xuống được không nhỉ? Ồ, xuống được. Qua màn rồi. Là tiếp theo mình sẽ chuyển game nha. Game tiếp theo là game Toman. Một game tập tạ. Đây, đây mình đang là một con quái vật này. Chúng ta sẽ mua cái này. Ui, chiu, ui, chuẩn thế nhờ. Rồi, nhức hai ông hai bên. Nhức hai ông to con tập luôn. Rồi, tầm này rồi. Ôi, trời. Đổi, đây, đứng lên ngồi xuống nhờ. Khỏe lên. Trời, quá khỏe đó. Tiếp theo. Tập tay. Ui dồi ôi. Nhấc lên nhấc xuống, có kinh luôn. Nào. Bây giờ chúng ta đẩy cái thanh bên trên thì sẽ biến đổi thành một thằng khác nha. Quá chuẩn. Nhưng hai ông cơ bắp hai bên, hai ông bên hai bên nó khóc rồi, dí nó mắt luôn, gặp con quái vật của chúng ta. Được, lần này mình sẽ đổi kiểu. Ôi, quá khỏe luôn. Ô, đứng lên ngồi xuống à? Tiếp theo là kiểu tập gì? Vẫn là đứng lên ngồi xuống. Úi trời ơi, cho bò lợn gà đấy rồi. Chuyện, mình sẽ tập kiểu khác. Đấy, tập cái này. Yo, cho bò lợn gà. À. Ui, trời ơi, liều ăn nhiều. Thôi, lần này không liều rồi. Chưa có thằng này ra trâu vật rồi đó. Tập như một con trâu luôn đó. Đấy, tập tay à. Quái vật. Tiếp nha. Rồi, một phát này được 24.000 điểm. Đó. Phát nào cũng ăn được vào ô tím thì chúng ta sẽ tập rất là khỏe luôn. Chuẩn. Chuẩn thật các bạn ạ. Đây rồi, phải. Đây, mình ở đây rồi. Xong luôn. Được biến hình thành một thằng ở đây. Mọc sừng.
Một con sói vật là mua con này. Ui, nhức thế này luôn à. Đứng lên rồi xuống. Đây là phải 300.000 điểm thì chúng ta mới biến hình được nha. Hơi khó. Nhưng không có gì cơ. Không thể. Ui giời ơi. Tiếp ạ. Có khỏe luôn. Nào, lần này khó này. Ui, vẫn trúng rồi. Ô, tìm thì nó được nhiều quá. Mấy ông ấy tập cái gì nữa. 13.000 điểm. Cho bọn lợn nhiều vào đây. Đứng lên ngồi xuống. Trời. Và mình sẽ chuyển sang game khác nha. Tiếp theo là game Hitmaster. Rồi, nhân vật của mình đây. Mình sẽ bắn cho cái thùng này xuống để kéo cục sắt để chết hai. Game sát thủ. Tiếp nào. Lần này, lần này mình sẽ bắn lên để chắn như này đó. Và cho viên sắt này đè chết đâu này. Đây, mình sẽ bắn gãy thành gỗ bên trên này. Bùm. Một cái thùng công tơ đó. Tiếp theo những anh chàng cảnh sát. Bùm. Cả cả. Tiếp nào. Tiếp nhiệm vụ của chúng ta đi thôi. Đây, mình chỉ việc bắn vào đây. Cho nổ. Bắn vào cục sắt này nha. Tiêu. Bùm. Cho cục sắt lăn xuống chỗ thôi. Wow, đến phần ăn thưởng này các bạn ơi. Bam 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 bam. Chui 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 chui. Chạy sao được, chạy sao được. Rồi bay qua, nhiều luôn đấy. Ôi dồi, rất nhiều tiền nha. Úi dồi ôi. Rồi, tiếp nào. Tiếp theo, mình sẽ bắn vào cục sắt này. Tiêu. Trên. Đợi, lần này mình phải tìm cách tiêu đến này à. Bùm bùm bùm, quá ok. Đây, bắn vào thuốc nổ đi. Bùm. Xong luôn à. Phần tập thử ạ. Được 350 đô. Rồi mình sẽ chuyển đến game tiếp theo, đó chính là game Sam. Nào, đâu rồi, chúng ta sẽ xăm nó. Vị khách đầu tiên là một vị khách đầu trọc, cơ bắp, rậm râu nữa. Xăm hình đầu lâu à. Được bạn, mình sẽ xăm hình đầu lâu cho bạn. Trước tiên mình xăm màu đen trước. Nhờ màu đỏ. Phun màu đỏ đi. Ở dưới cũng phun màu đỏ luôn. Đầu lâu xương chéo. Màu đen này. Được, được, được. Xong. Giống nhau như hai giọt nước. Hai sao, tí được 3 sao các bạn. Kinh nhỉ. Tiếp. 430 đô, tuyệt vời. Mình sẽ xăm hình thế nào. Ôi, tam ao đầu xanh. Xăm hình hai con cá. Màu vàng chứ. Màu cam trước các bạn nhầm. Phun màu cam vào đây này. Rồi đến màu vàng nữa.
Phun màu vàng vào đây là được. Xong. Một sao. Ừ, cũng được. Rồi, có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây rồi. Chào các bạn nha.